Ok anh em thì hôm nay mình sẽ chia sẻ anh em một cái nhiều anh em hỏi mình đó là đầu tư coin á thì có dùng kiến thức của SNC hay là supply demand được hay không, hay là đọc hay là phải biết về phân tích cơ bản thì mới có thể đầu tư coin được. Thì hôm nay mình cũng sẽ chia sẻ anh em những cái vị thế mua coin của mình bằng cách mình ứng dụng kiến thức của supply demand và SMC như thế nào anh em ha. Thì đầu tiên á, khi mình đã nói về đầu tư á, thì anh em thì chúng ta phải phân tích những khung lớn. Thì hôm trước mình có những cái vị thế, hiện tại mình đang có những cái vị thế mua Bitcoin. Thì cái khung mình coi á, anh em là khung H4 ở đây ha, H4 ở đây. Thì mình có những cái vị thế mua coin ở giá là 40.000 và một cái vị thế mua là ở vùng 48.000. mình có hai vị thế để mình mua coin. Thì tại sao mình lại mua được ở hai vùng này ha? Thì bây giờ mình sẽ phân tích cho anh em xem. Mình sử dụng kiến thức của SMC và supply demand ha, mình không cần phải biết phân tích cơ bản mình vẫn có thể mua được. Đầu tiên á, cái vị thế mình mua đầu tiên là ở cái vị trí 40.000 này nè. Đó, thì tại sao mình lại mua được ở đây ha? Đầu tiên mình sẽ phân tích về cấu trúc trước. Thì đây có phải là cấu trúc tăng không? Đây phải đỉnh công nhận không? Vì nó đã quét qua cái IDM. Đó. Sau đó đây là cái đáy công nhận nè. Vì nó đã boss qua cái đỉnh này. Thì chúng ta có một cái đáy công nhận ở đây. Khi giá nó quay về cái đáy công nhận này nè. Đó. Thì mình có một cái nhịp mua. Khi mình mua ở lên đây nè, khi mình mua nhịp này giá tăng lên. Sau đó nó test về ha. Nó test về ở đây nè là mình có thêm một cái nhịp mua tiếp theo. Tại vì chỗ này á, ở đây nhìn nó tạo ra một cái gì, đây có phải là một fail breakout hoặc là một cái cú, nếu anh nhìn ở trên khung này á thì nó là một fail breakout đúng không? Tại vì khi mà nó đóng xuống dưới cái đáy nè, đó, nó lập tức bị mua lên trên, lập tức bị mua lên trên ha. Thì chúng ta sẽ có tiếp nếu như anh em không mua được cái nhịp ở trên đây nè. Tại vì khi mà mua coin á, mà mình mua spot á, mua theo cái kiểu nắm giữ á, thì mình sẽ không đặt stop loss. Tại vì khi mà mình phân tích mình đã là mua dài hạn thì mình sẽ không đặt stop loss, nó không giống như trade nha anh em. Cho nên cái vị thế mình mua 40.000 ở đây nè, mình vẫn giữ. Đó, thì khi giá tăng lên đây và nó quay về ha, thì nó tạo một cái fail breakout ở đây. Và để chắc chắn cái fail breakout này xảy ra á, thì mình sẽ chờ gì anh em, mình chờ cái vùng supply zone ở chỗ này nó bị phá qua. Đó. Đây là vùng supply đúng không? Đó. Thì khi vùng supply này nó bị phá qua thì chúng ta sẽ canh gì? Sẽ canh mua ở cái vùng demand zone trực tiếp phá supply, chính là vùng demand zone này. Đó. Thì nhưng mà nhiều anh em lại nói là cái demand zone này nó là một cái overlap, tại vì nó đang nằm trùng với lại cái supply đúng không? Cái demand zone nó nằm trùng với cái supply, nó phá lên trên thì nó lại là một cái overlap zone. Thì không sao, nếu như mà anh em xem nó là cái overlap zone đó, thì cái demand zone này anh em sẽ để gì? Để CE đúng không? Thì giá test về cái demand zone này nó lại tiếp tục quay lên, nó post cái đỉnh này. Đó, có cái đỉnh này ha, thì chúng ta lại có một cái new demand ở vị trí này. Và anh em nào vào sau sẽ vào mua cái new demand này ha. Đây là cách CE ha. Đó, new demand tạo ra sau khi nó mitigate cái demand zone này. Thì anh em sẽ có nhịp mua thứ nhất là mua ở đây. Khi giá hồi về đáy công nhận là mua ở đây một nhịp. Đó. Sau đó anh em sẽ có tiếp một cái nhịp mua ở cái overlap zone. Đúng chưa? Rồi, nếu như anh em không có nhịp mua overlap zone thì anh em là tiếp tục mua ở new demand.
New Demand không? New Demand, đó là những cái nhịp mua của chúng ta. Và khi giá nó tiếp tục tăng lên, nó bắt đầu nè. Khi mà cái đỉnh này, đúng không? Cái đỉnh này nó trở thành như anh em đỉnh công nhận, vì nó quét qua cái IDM dưới đây. Cái IDM này ha. Sau đó từ cái đáy này, nó có một nhịp boss qua cái đỉnh. Boss đỉnh hả? Thì chúng ta lại có một cấu trúc tăng mới. Và trong cấu trúc tăng mới này á, anh em nhìn nè, trước khi giá nó phá đỉnh, có phải nó có một nhịp giảm không? Đó, trước khi nó phá đỉnh nó có một nhịp bị bán xuống nè. Đó, sau đó nó mới phá lên, đúng chưa? Thì chỗ này là gì anh em? Chỗ này là flip zone. Thì chỗ này là một flip zone á, thì mình lại tiếp tục có một cái vị thế mua tiếp theo với cái con BTC này. Đó chính là mình sẽ mua ở vùng demand zone. Đó, vùng demand zone trực tiếp phá cái supply. Đó, đây là hình ảnh flip zone mà anh em mình chia sẻ rất là nhiều lần rồi, đúng không? Thì cho anh em nào mà chưa biết flip zone là gì đó, thì mình sẽ chia sẻ lại ha. Là khi mà giá nó tăng lên, đúng không? Và nó khi mà trade nó bán xuống nè, thì nó sẽ chạm tới một cái vùng, đây gọi là vùng demand ha. Đó, đây là vùng demand. Thì với điều kiện tạo thành flip zone á, là giá nó phải được demand giữ một lần trước khi nó lũng. Ít nhất một lần nha. Ít nhất là một lần, nhưng mà có thể là hai lần, là ba lần. Thì ở đây mình ví dụ là một lần thôi, thì ví dụ nó chạm tới cái demand này, nó được mua lên một lần, sau đó nó bị bán xuống, lũng khỏi cái demand zone ha. Đó, thì đây chính là cái vùng gì? Supply zone trực tiếp phá demand, đúng chưa? Supply trực tiếp phá demand, thì chúng ta sẽ canh bán tin test về cái supply này. Đó, còn ở đây trường hợp ngược lại là giá nó chạm cái supply, nó bị bán xuống một nhịp, sau đó giá tăng lên phá supply, thì chúng ta sẽ gì? Sẽ limit ở cái demand zone trực tiếp phá supply này, chính là cái demand zone này ở vùng giá là 48.000. Đây là cái nhịp mua thứ hai ha. Nếu anh em bị lỡ những nhịp mua ở giá 40.000 hay là 42.000, thì cái nhịp mua ở giá 48.000 sẽ là nhịp mua thứ hai. Đó, thì giá nó tiếp tục tăng lên rất là mạnh. Cho tới hiện tại thì giá nó đã tới mốc là 73.000 rồi. Thì anh em nào mà chưa mua được coin á, thì hôm qua nó cũng có một cái nhịp test về cái demand zone ở giá 69.000 mà nó rút râu tăng lên nữa nè. Thì mình nghĩ là cái cơ hội để anh em lên thuyền coi á, cái cơ hội để anh em lên thuyền coi ha, mình thấy là nếu như mà tiếp tục re-entry lại á, thì chúng ta sẽ phải mua ở mốc, chúng ta phải chờ giá nó phá được cái supply zone này nè, đúng không? Thì anh em sẽ tìm cái demand zone nào trực tiếp phá supply để anh em tiếp tục mua ha. Thì mình thấy cái vùng supply zone ở giá 70.000 này vẫn còn cơ hội để anh em lên thuyền, nếu như anh em cũng chưa có coin ha. Đó, anh em phải mua như thế này. Thì đó là về Bitcoin. Còn hôm trước mình cũng có mua thêm một cái con nữa, nó thuộc về altcoin anh em. Đó là cái con Atom. Con Atom này á, thì mình cũng đã mua con này chung cái nhịp với lại Bitcoin luôn. Mình mua nó ở mức giá là 9 đô anh em. 9 đô ha. Là nó nằm ở cái vùng này nè. Đó. Thì mình mua nó cũng tương tự như cách mình phân tích BTC vậy á. Nhưng mà như mình nói anh em phân tích thì mình sẽ dùng con mắt 4 thôi. Đây. Rồi. Thì hôm nay chúng ta sẽ phân tích như thế nào. Nó cũng y chang như con BTC luôn, mình vẫn dùng cung, mình vẫn dùng SNC để mình phân tích và cung cầu ha. Đây là cái đỉnh công nhận nè. Đúng không? Vì nó quét qua cái IDM. Sau đó từ cái đáy này nó phá lên trên cái đỉnh.
phá lên trên đỉnh hơn, tạo boss hơn. Thì chúng ta có một cái cấu trúc tăng, và khi giá nó test lại cái vùng cực trị này thì giá nó lại bung lên. Đó, hiện tại thì nó lên được 14 đô ha. 14 đô với con này thì cái target của mình á, anh em nhìn nè. Nếu anh em nhìn về quá khứ nha, thì giá cao nhất của con này á, nó lên tới gần 40 đô. Thì hiện tại á, nó chỉ mất 14 đô thôi, thì nó có thể lên được tới tầm đâu đó 30 đô ha, là mình sẽ canh chốt nó. Thì anh em có thể thấy là nếu như chúng ta không có nhịp mua thì anh em có thể follow tiếp tục nè. Nè anh em nhìn nè, đây có phải là cái đỉnh công nhận mới không? Đó, vì nó quét qua cái EDM này, đúng chưa? Đó, còn đây là cái đáy công nhận mới vì nó đã phá qua cái đỉnh này. Đó, boss nè. Đó, thì bây giờ anh em sẽ re-entry ở đâu? Nếu như anh em vẫn muốn tiếp tục mua cái con Atom này ha, thì mình thấy là nó vẫn còn một cái vùng Dimension chỗ này, đúng không? Đó, anh em có thể chờ giá nó test về vùng Dimension này và anh em mua lên tiếp tục. Target của cái con này là 30 đô nha anh em. Thì anh em mua giá 12 lên tới 30 á, thì anh em cũng ít đâu đó tầm 2,5. Thì đây là cái kèo mà mình đang theo dõi ha. Mình có một cái vị thế mua ở 9 đô rồi, thì anh em nào mà chưa có vị thế mua, anh em có thể canh mua ở cái vị thế là 12 đô với cái con Atom này ha. Và đương nhiên chúng ta sẽ đầu tư thì chúng ta sẽ mua nắm giữ nha. Thì mình kỳ vọng con này mình sẽ nắm ít nhất từ 3 cho đến 5 tháng. Bây giờ là tháng 3 thì tầm đâu đó tháng 8 nó sẽ lên được tới cái vị thế là 30 đô nha anh em. Thì nhanh hay chậm thì mình không biết, nhưng mà mình sẽ kỳ vọng như vậy. Tại vì thường một cái sóng tăng của coin á, nó sẽ đi 3 sóng nha. Sóng 1, sóng 2, sóng 3. Thì ở đây nó mới đi một sóng rồi. Nè, anh em tính từ đáy lên á, thì từ đáy lên nè, nó đi một sóng rồi, sau nó hồi về. Đây là sóng số 2 thôi. Sóng số 2 này nếu mà nó hồi về đây mà anh em mua lên tiếp á, thì nó sẽ là sóng số 3, đúng không? Sóng số 3 thì anh em, cái sóng số 3 là sóng dài nhất. Nếu như anh em có học về Elliott á, thì sóng số 3 là sóng dài nhất. Thì sóng số 3 nó có thể đẩy được lên tới 30 đô, là nó tới vùng trên đây ha. Thì anh em nào mà quan tâm về đầu tư coin á, thì anh em có thể canh mua cái con này. Và như anh em thấy á, là mình đầu tư hoàn toàn bằng phân tích kỹ thuật. Mình không biết gì về phân tích cơ bản của coin hết á. Mình chỉ thấy con nào nó đang có xu hướng tăng đẹp và có vùng giá đẹp thì mình vào mình mua thôi. Mình cũng chả biết con này là nó thuộc về hệ sinh thái nào, cũng như mình không có biết là ứng dụng nó là gì luôn. Mình chỉ thấy là nó có đường giá đẹp và nó phù hợp với phân tích kỹ thuật thì mình vào mình mua thôi. Nhưng mà những anh em nào mà có thêm nền tảng về phân tích cơ bản nữa thì anh em có thể chọn những cái dòng tốt. Thì anh em vừa kết hợp phân tích cơ bản với lại phân tích kỹ thuật thì anh em có thể chọn được những đồng coin tốt, thì những đồng đó nó có thể nó sẽ bay mạnh hơn là những cái đồng mà mình đang theo dõi ha. Nhưng mà cái đầu tư chính của mình á, vẫn là BTC với là ETH thôi. Đó, còn những cái coin mà altcoin á, thì mình chỉ mua những cái đồng như là Solana này, Atom, Manta, Dubadit. Dubadit là một cái con mà mình mua cách đây 2 năm rồi anh em. Mình mua hồi năm 2022 á, 2021 thì giá nó đâu đó tầm 5 đô. Và nó có một cái đợt giảm cực kỳ mạnh luôn, nó giảm về hơn 1 đô anh em. Anh thấy không? Mình mua lúc 5 đô mà nó giảm về 1 đô thì anh em cũng biết là mình đã bị chia 5 tài khoản rồi. Nhưng mà bây giờ nó đã đang hồi lại, nó hồi lại được 4 đô rồi, có nghĩa là mình sắp về bờ đó anh em. Thì cái con này á, nếu mà về bờ mình sẽ chốt nha. Mình sẽ lấy tiền để mình mua những con khác. Đó, thì đầu tư coin á là anh em phải đầu tư, mình không có trade coin nha. Hiện tại thì mình chưa chơi coin, mình đang hold coin. Thì sắp tới bên mình sẽ có những cái kèo chơi coin dành cho anh em nha. Thì mình sẽ chọn ra những cái đồng coin nó có thanh khoản tốt và vốn hóa tốt đó, thì mình sẽ đưa lên cho anh em. Như là hồi nãy bên mình cũng vừa đưa cho anh em cái kèo Solana đó. Đó, anh em có thể vào trong nhóm tín hiệu mình anh em xem ha. Thì hồi nãy mình vừa mới chia sẻ đây một cái kèo buy Solana nè.
ở giá là 0 chấm ở giá 150.58 nè anh em thấy không, thì nó quay về nó test đúng 150 nè, nó rút đau lên nè. Thì đây là cái kèo mà mình chia sẻ anh em trong nhóm Signal ha, buy con Solana nè ở giá 150.58 thì nó vừa về đúng cái giá 150.58 thì nó tăng lên. TP1 của mình sẽ là 152.52 nha, thì hiện tại nó chưa lên tới. Rồi thì đó là về thị trường coin đó. Mình cho anh em buy ở giá này nè, đây là cái vùng demand zone ha. Ok thì đó là về cách chúng ta ứng dụng supply demand và SMC vào cây coin như thế nào. Tại vì đang mùa uptrend á thì anh em chỉ cần kiếm những cái con nào đang có xu hướng tăng và nó đang nằm vùng, nó đang hồi về vùng cực trị ở khung H4 nha anh em, H4 hoặc D1, thì anh em cứ canh con nào mà nó hồi về cực trị của H4 và D1 theo cái cách xác định cấu trúc của SMC á, thì anh em cứ vào anh em mua và anh em nắm giữ nó ha. Thì trong cái mùa uptrend này á, anh em cứ canh mua thôi, đừng có canh bán ha. Bán thì chỉ nào anh em trade thì anh em hãy bán, còn anh em mua đầu tư nắm giữ thì anh em cứ canh mua lên ở những cái vùng giá đẹp là anh em mua lên, thì cái tỷ lệ thắng của anh em rất là cao nha. Và mình thấy là cái mùa coin này ít nhất nó sẽ kéo dài tầm đâu đó 7-8 tháng nữa, thì nó là cái cơ hội để chúng ta có thể tăng được cái gọi là cái thu nhập của mình ha, cũng như là cái vốn của mình. Rồi ok, thì đó là chia sẻ về một chút về thị trường coin.